这你别笑。anh em tìm gì đấy ạ? Chả là mình được chị em phụ nữ nhờ đi mua mua hàng hộ, nhưng mà vào trong cái hàng này nó nhiều loại quá, mình không biết chọn loại nào. có cánh với lại cái gì nữa ấy. Mà không biết là bạn ấy dùng loại nào để mình mua hộ. Anh cứ đứng đây là em lại không dám vào mua. Hay là chị mua giúp mình với để mình cầm về cho các bạn ấy. Thế thì bình thường thì anh thôi, anh cứ dùng cái loại này này. Mình không dùng cái. Anh cứ mua cái này cho các chị dùng, chắc là các chị hay dùng Diana thôi. À, ai dùng cái này thì ạ? Vâng. Thế thì chắc là lấy mấy gói. Chắc là mấy gói thì được nhỉ? Nếu mà mua đồ cung cấp cho các chị thì anh cứ mua dư ra một xíu. Em mua mấy gói. Cảm ơn chị nhé. Không có gì. Chào đi anh. Tính thôi luôn, cảm ơn cái này. Chắc lần đầu anh đi mua đồ của phụ nữ à? Đấy là lần đầu tiên anh đi mua. Anh chưa lấy vợ à? Em chưa. Cũng chưa có người yêu luôn. Em chưa. Chị ơi, chị đừng quay, chị đừng áp đi mạng nhỉ nhá. Chị ơi, nhà chị ấy có trưởng con thì chị gói cái này luôn cho em ấy, cho con bé. Cái đơn hàng mà chị đăng ký nhờ chúng tôi mua hộ qua app ấy, thì tôi đã mua các đồ thiết yếu ở đây cho chị rồi. Với lại cái gì ạ? Cái băng vệ sinh. À vâng, cái băng vệ sinh ấy thì chúng tôi cũng mua ở đây rồi, nhưng mà không biết là đúng cái loại chị cần dùng hay không ạ. Với lại tôi biết là nhà mình có con nhỏ ấy, thì tôi có mua cho các cháu một ít đồ chơi, một ít kẹo ấy, sợ các cháu ở nhà lâu thì cũng không có gì, cũng không mua được, thì tôi mua thêm. Đây là tình cảm của chúng tôi thôi, thì tôi mua gộp của tôi để luôn đây nhé. Dạ vâng, em rất cảm ơn anh vì món quà cho các cháu. Tôi gửi gia đình ạ. Dạ vâng, em xin. À mà anh ơi, em có thể bỏ khẩu trang được không ạ? Đang trong thời gian dịch bệnh, cũng nên hạn chế tiếp xúc, nên là cũng một xíu rồi cũng được ạ. Để sau này nếu mà có ra đường ấy, sau dịch kìa, em gặp lại anh mà em còn nhận ra anh. Để em chào, em cảm ơn anh nữa. Việt Nam tôi đó, ngàn năm sáng tươi. Việt Nam tôi đó, ở trong trái.